Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, trái bơ là một trong những loại trái cây dồi dào dinh dưỡng, cực kỳ bổ dưỡng và cũng dễ thấy quanh chúng ta thôi. Nếu trong khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày của quý vị chưa có sự hiện diện đều đặn của trái bơ, thì hãy xem quý vị đang thiếu sót nguồn dồi dào dinh dưỡng đó, một cái loại trái cây được mệnh danh là siêu thực phẩm đó, quý vị đang thiếu sót cỡ nào nếu quý vị không có dùng nó thường xuyên đều đặn, và cái sự thiếu sót đó sẽ dẫn đến những cái ảnh hưởng cho sức khỏe như thế nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với giáo sư khoa học thực phẩm Diane Trịnh từ trường Đại học Bách khoa Pomona, California, Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn chị Diane Trịnh trở lại chương trình hôm nay. Xin kính chào quý vị và xin chào Trà My. Thưa chị Diane Trịnh, mình nói về siêu thực phẩm trái bơ, là một loại trái cây rất là quen thuộc đối với người Việt Nam, cũng gần gũi, cũng dễ tìm mà lại cũng không có quá mắc, cũng rẻ thôi, nhưng mà không phải ai cũng hiểu biết được đầy đủ nguồn dinh dưỡng của trái bơ quý giá tới đâu để tận dụng nó một cách thích đáng, khoa học. Thì bây giờ xin hỏi cái trái bơ đó, nói về mặt khoa học dinh dưỡng thì giới chuyên môn, giới dinh dưỡng đã tìm thấy những cái loại chất dinh dưỡng, loại chất bổ dưỡng nào trong trái bơ, thưa chị? Trái bơ thì nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng, cho nên mình nói sơ qua là đương nhiên là trái cây thì lúc nào cũng có cái nước. Nước thì 73% cái chất béo, đặc biệt là trái bơ có rất nhiều chất béo. Chất béo nó là 15%, nhưng mà chất béo này là không có bảo hòa, gọi là unsaturated fat đó, tức là Việt Nam mình gọi là không bảo hòa. Cái chất tinh bột thì 8.5%, nhưng mà đặc biệt trong cái chất tinh bột này thì đa số là chất xơ, thành ra nó rất là tốt. Chất đạm thì 2%. Ngoài những cái chất chính mà nó cho mình cái nguồn dinh dưỡng thì nó có những cái chất vitamin A, vitamin C, vitamin E là vitamin E đó, vitamin B. Thì cái vitamin B này đặc biệt nó là cái folate. Folate nó làm cho những cái tế bào trong cái cơ thể của mình nó phát triển, cho nên nó là một trong những cái rất cần thiết. Rồi nó có vitamin K, vitamin K ấy, thì nó giúp rất là nhiều cái, chắc là sau này mình nói kỹ hơn. Rồi Tức là potassium, vitamin K. vitamin K, dạ, potassium tức như là kali đó. Rồi có chất copper, nó nhiều vitamin hơn, là nó nhớ có nhiều cái chất khoáng, nhưng mà nó có 20, tổng cộng lại thì nó có 20 cái chất dinh dưỡng mà mình cần thiết cho cơ thể, thành ra nó là một cái trái cây rất là tốt. 20 loại chất dinh dưỡng trong một trái bơ, trong đó có cả vitamin, khoáng chất, lẫn chất đạm, chất béo, nước và đường cũng có luôn phải không chị? Tại vì nó cũng hơi Dạ, ngọt. trong cái chất tinh bột nó có đường, nhưng mà đường nó rất ít. Trong cái chất tinh bột là 8.5% thì đa số nó là chất xơ. Là chất xơ là cái chất quan trọng mà ai cũng nói rằng bây giờ là phải cần ăn nhiều chất xơ, chất sợi đó. Dạ, như vậy trái bơ là đầy đủ dinh dưỡng trong đó hết, không cần phải đi tìm đâu cả. Đạm cũng có, béo cũng có, xơ cũng có và vitamin khoáng chất. Như vậy trong một trái bơ là thấy đầy đủ tất cả những cái nguồn dinh dưỡng mà mình cần cho cơ thể của mình hàng ngày hoạt động. Tại sao trái bơ được xem là siêu thực phẩm, siêu dinh dưỡng, thưa chị? Thì ngoài những cái dinh dưỡng mà mình nói vừa rồi đó, thì đặc biệt cái trái bơ đó, những cái vitamin của nó là mình gọi là nó bật những cái mà rất là làm cho cái sức khỏe tốt. Ví dụ như nãy mình nói là cái chất vitamin K, vitamin K đó, thì nó làm cho cái máu của mình nó đông. Đương nhiên là mình phải cần chứ, nếu mà lỡ may mình bị cắt đứt tay mà mình không có cái vitamin K thì tất nhiên là cái máu mình nó loãng, mình sẽ bị mất máu. Ngoài ra đó, nếu mà quý vị mà bị arthritis, tức như là bị thấp khớp, bị những cái bệnh thấp khớp á, thì quý vị thường thường hay đi mua những cái loại mình gọi là cái thuốc supplement, thuốc để uống. Thì nếu mà quý vị để ý trong Bổ cái sung á. trong cái thuốc đó, thật ra là người ta dùng 33% cái avocado với 66% cái soybean. Tất nhiên là avocado là chất bơ, là cái trái bơ mình đó, còn soybean là cái dầu của đậu nành. Đương nhiên người ta không phải lấy hai cái đó người ta trộn, nhưng mà nó qua cái quá trình tái tạo ra cái viên thuốc, thì đó là mình thấy 33% cái chất trong trái bơ lấy ra làm để mà trị cái bệnh thấp khớp. Rồi ăn trái bơ thì mình có được thêm một cái lợi là những cái bệnh
mà heart attack và stroke, thì cái trái bơ nó giúp cho là mình về tim mạch. heart attack là tim mạch và stroke là bị cao máu đó, Tai biến nó đục. lên tai biến đó. Tai biến đột Thì quỵ. cái chất nó gọi là phytosterol là nó từ cái trái cây, là nó từ cái trái bơ. Thì cái chất này á, nó làm cho khi mà mình ăn vô cái cholesterol, mà chất cholesterol mà không tốt đó thì nó giảm xuống, cái cholesterol mà tốt đó, thì nó tăng lên, thì nó giúp cho những cái phần về tim mạch, và đồng thời nó cũng giúp cho nếu mà nó không có trị nhưng mà nó chống được những cái bệnh về tim mạch và bị tai biến. Thì rồi trong cái chất trái bơ nó có rất là nhiều chất chất xơ, thì cái chất xơ đó nó làm giúp cho mình ăn cảm thấy nó no lâu hơn, cho nên mình ít, ít có muốn ăn nhiều. Thì đối với cái điều kiện đó đó thì người ta suy nghĩ là người ta đang làm cái dùng cái bơ để mà cho những người mà giảm chất béo hoặc là muốn giảm cân. Hiện tại bây giờ thì mình chưa thấy những cái trường học, những đại học và những cái cơ quan chức năng người ta bỏ vô tìm hiểu để mà cho giảm cân. Người ta đang tìm hiểu thôi, chưa có nhiều cái bài viết về có nó thực sự là trái bơ có làm giảm cân hay không, nhưng mà đó là cũng là một trong những cái mà người ta đang đang tìm tìm hiểu, vì nó là có chất xơ nhiều, thì cái chất xơ nó làm cho con người mình không muốn ăn, cảm thấy là no, lúc nào cũng no. Và cái chất xơ nó làm cho cái calorie nó rất là ít đó. Rồi mình ăn cái trái bơ đó thì cái chất mà béo ở trong bơ đó nó có làm giảm, mình không hiểu chính xác cái chữ inflammatory, inflammation Việt Sinh Nam viêm, gọi là gì, giảm nhưng sinh mà viêm. đó thì nó làm cho mình những cái bệnh đó, làm cho những cái phản ứng nó giảm đi. Thật Tức ra nó là rất là giảm sinh viêm nè, rồi có thể giúp chống béo phì nữa, là tại vì ăn cái chất xơ sợi nhiều giữ no lâu, không có thấy là đói bụng muốn ăn, thì cũng có thể có cái tính chất là chống béo phì hoặc là giúp giảm cân. Mà giảm sinh viêm, cái tính chất giảm sinh viêm và cái tính chất lợi cho tim mạch, chống đột quỵ hoặc là tai biến, và cái nữa là cũng giúp cho cái vấn đề cơ xương khớp, trị những cái bệnh về thoái hóa xương khớp, viêm khớp. ngoài ngoài cái đó có thêm những cái vitamin C, vitamin E thì nó là những cái antioxidant chống lão hóa. Có thêm cái tính chất chống lão hóa, tức là giúp cho làn da trẻ đẹp hoặc là cơ thể mình nó chậm già đi, cái tiến trình lão hóa chậm đi. Dạ, đó là những cái công dụng của trái bơ về mặt sức khỏe, từ tim mạch cho tới da dẻ, dạ, cho tới những cái mà giảm cân vân vân. Đó là những cái tính chất lợi của những cái chất bổ dưỡng trong trái bơ. Nhưng mà trong trái bơ nó có một cái điều mà người ta ai nấy cũng hay thắc mắc, tức là chất béo. Trái bơ được nghe nói là chất béo nhiều, thì hồi nãy mình cũng có nói là trong thành phần trái bơ có chất béo, mà chất béo là một trong các loại chất mà người ta đang kiêng đang sợ ngày nay, thì xin hỏi về chất béo trong trái bơ là chất béo loại gì, và cái chất béo này thì có lợi có hại như thế nào trong cơ thể của mình, thưa chị? Thường thì mình có hai loại chất béo. Chất béo mà nó ở trong mình để nơi cái bàn mà nó như là một cái thỏi, thì cái đó loại đó chất béo nó là chất béo bão hòa, có nghĩa là nó không phải là một cái dung dịch. Cái chất béo nào mà nó dung dịch là mình nói là dầu đó, thì cái loại đó tốt hơn, có nghĩa là chất béo không có bão hòa. Thì bơ có nhiều chất béo thật, nhưng mà chất béo đó là nó không có bão hòa, là cái loại chất béo tốt. Và on top, tức như là trên nữa đó, là nó là mono unsaturated, tức như là nó là từng những cái tế bào mà nó làm cho cơ thể mình dễ tiêu hóa, chứ không phải là poly, tức là cái chuỗi dài của cái chất béo. Thì thành ra cái chất béo này ở trong cái trái bơ là một cái chất béo tốt, mình ăn vào thì nó mau tiêu hóa, nhưng không có nghĩa là mình ăn vô tội vạ. Có nghĩa là mình ăn mình phải tính toán, vì 1 gram của một chất béo á, thì cơ thể mình nó tạo ra 9 calorie, so sánh với là mình ăn chất đạm hay chất tinh bột có 1 gram nó chỉ có 4 calorie thôi. Thành ra mặc dù là chất béo tốt nhưng mà mình cũng không có được lạm dụng
ăn nhiều quá. Vì ăn nhiều quá thì cơ thể mình nó cũng sẽ béo béo phì, dư thừa thì nó trở ra cái chất mỡ trong người mình, nó béo phì, mặc dù nó là một cái superfood, nó là một cái loại trái Siêu thực cây nó phẩm. rất là tốt, đúng không? Nhưng mà mình không nên lạm dụng, mình ăn vừa phải. Chị nói là cái chất béo trong trái bơ là chất béo tốt, là vì nó là chất béo đơn bảo hòa. Ý không bảo hòa chứ, phải không ạ? Không bảo hòa, Không bảo chất hòa, béo không đơn bảo không bảo hòa. Những chất béo mà nó bảo hòa có nghĩa là nó đông đặc lại, nếu mà mình để ra ngoài nó đông lại như một cái lớp váng mỡ đó, hoặc là như sương sa đó, đó là những cái chất béo bảo hòa. Còn cái chất hoặc béo là của trái ví bơ, dụ như margarine này, hay là bơ, những cái loại mà chất béo mà mình để ở ngoài 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 trong bàn á, mà nó là một cái chất đông đông đặc đặc lại á, đó, không phải là đó chất là chất lỏng. béo. Nhưng mà và trong cái thực phẩm của mình thì một số cái thực phẩm mình cần, ví dụ như mình làm croissant, cái mình làm bánh mì thì đôi lúc mình phải cần những cái loại đó để cho nó, hoặc là cookie, là tất nhiên mấy cái loại mà ăn dặm đó thì nó phải cần có cái loại bơ mà đông đông đặc như vậy. Còn nói chung loại chất béo mà lỏng là chất béo tốt. Chất béo không bảo hòa thì tốt hơn chất béo bảo hòa, và trong trái bơ là chất béo không bảo hòa và là đơn, chất béo đơn không bảo hòa, cho nên nó còn tốt hơn nữa. Như vậy thì trong trái bơ có chất béo, nhưng mà cái chất béo này không phải lo, nhưng mà tuy nhiên cái gì nó cũng phải điều độ vừa phải. Nếu mà mình ăn quá nhiều thì mình lại dư thừa năng lượng, tại vì Đúng. mỗi một cái đơn vị chất béo mình đưa vào đó, nó tạo ra cái năng lượng nhiều hơn là những cái loại chất khác. Thành ra nếu một quý vị đưa năng lượng nhiều vô mà quý vị không tiêu hao ra thì nó vẫn gây nặng cân, gây thừa ký như thường. Nói như vậy để hiểu rõ là không phải chất béo tốt là mình ăn bao nhiêu là ăn bao nhiêu cũng được, ăn vô chừng, ăn vô giới hạn thì cũng không được, không nên, thưa quý vị. Vậy thì bây giờ mình đã thấy tất cả những cái chất dinh dưỡng trong trái bơ hoàn toàn có những công dụng rất là hiệu quả cho sức khỏe. Thì không biết là cái gì nó cũng có hai mặt của nó, thì không biết trong trái bơ có gì bất lợi cho sức khỏe hay không, hoặc là có cái chất nào bất lợi cho sức khỏe hay không, thưa chị? Dạ, thì mình với thưa với quý vị là chất béo nó cao, cho nên cái điều đó là cái điều đầu tiên. Ngoài những cái tốt thì những cái mà không tốt đó là chất béo nó cao, cho nên mình ăn vừa phải thôi. Cái thứ hai á, là những người mà bị allergy, bị dị Dị ứng ứng. với lại là cái latex. Latex là một cái loại tạm gọi là cái một loại nhựa đi, plastic, thì thường nó có cái chất nó chất đạm để mà tạo ra cái latex đó. Thì những người mà đeo găng á, mà người ta thấy có cái chữ latex đó, mà người ta bị dị ứng với cái loại găng mà latex, những người đó đó thì sẽ dễ bị dị ứng với lại chất bơ mà mình ăn. Thì đó là cho biết rằng là nếu mà mình bị, nó rất là ít, con số này nó rất là ít trong cộng đồng, nhưng mà có những người nào mà mình biết mình bị dị ứng với cái đôi găng mà nó có nói là latex á, thì mình không nên ăn bơ nhiều, tại vì mình sẽ có những cái dị ứng, nó gọi là latex fruit syndrome đó. Tất nhiên là mình ăn vô mình sẽ thấy khó chịu, mình có thể hơi bị nhức đầu, thì những người đó là không nên ăn trái bơ. Có những người á, người ta gọi là irritable bowel syndrome. Tất nhiên là những cái người này á, thì rất là khó đi tiêu, họ có bị cái bệnh, những cái bệnh về đường tiêu hóa. Mình không phải là bác sĩ cho nên mình không không biết hẳn là những cái bệnh này do đâu và nó sẽ như thế nào, nhưng mà đây là một trong những cái người mà ăn trái bơ vô nó sẽ cảm thấy cái bụng mình nó gọi là sình, tức là nó hơi, nó chứa ở trong bụng nhiều, khó chịu, Đầy hơi nhà. đầy hơi và sình hơi đó, rồi bị có thể đi tiêu chảy và cảm thấy nó đau bụng. Thì những cái loại hai cái tiếp người này thì không không nên ăn cái bơ. Như vậy những bất lợi của trái bơ có khả dĩ, có thể có đối với những người dị ứng với chất latex, tức là một cái chất nhựa cao su. Và thứ hai là những người mà có rối loạn về tiêu hóa, nhất là đại tiện đó, khi thì táo bón, khi thì tiêu chảy, nó cứ rối loạn lung tung, nó không có điều độ bình thường, thì những người đó ăn trái bơ sẽ bị bất lợi về mặt tiêu hóa, đầy hơi, gây khó chịu, hoặc là gây tiêu chảy, hoặc là những người dị ứng thì không nên ăn. Ngoài ra thì trái bơ không có gì bất lợi cả, hoàn toàn là dinh dưỡng, hoàn toàn là rất bổ. Như vậy thì xin hỏi, với tất cả đầy đủ những chất bổ trong hiện diện trong một trái bơ như vậy, và tất cả những cái mặt lợi về dinh dưỡng chị vừa phân tích như vậy, thì trái bơ có phải là thực phẩm trái cây
đúng ra là trái cây. Trái bơ có phải là loại trái cây bổ dưỡng nhất mà chúng ta có hay không? Hay có trái nào bổ hơn trái bơ nữa không? À, nếu mà nói nhất thì thưa đúng là trái bơ là trái mà có rất là nhiều chất dinh dưỡng bổ dưỡng cho cơ thể của mình. Nó có so sánh với những cái trái khác á, thì nó có 20 lần nó gọi là fat soluble phytosterol. Lúc nãy mình có nói là cái chất này á, từ cái trái cây, từ cái thực vật mà nó làm cho mình chống được cái bệnh về tim mạch và bị stroke, tức như là bị Đột quỵ. đột quỵ. Thì cái trái bơ nó có nhiều 20 lần hơn những cái trái mà nó đã có. Đồng thời trái bơ nó có cái chất xơ đó, thì cái xơ này nó cũng cao hơn so sánh với những cái trái 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 cây khác. Trong cái trái bơ đó thì cái chất tinh bột của trái bơ đó nó rất là ít cái lượng đường, cho nên chính vì vậy á, mà cái người bị diabetes á, thì ăn trái bơ này á, Tiểu đường. là dạ, người tiểu đường đó, thì ăn cái trái bơ này á, là rất là tốt vì chất xơ nhiều, vì chất đường, lượng đường rất là ít. Thì thành ra so sánh với những cái trái cây khác thì trái bơ cho người tiểu đường là một cái chọn lựa rất là tốt. Rồi ngoài Dạ, ra hồi xong. nãy chị có nhắc tới là cái chất béo tốt của trái bơ, cho nên nó cũng giúp chống lại đột quỵ tim mạch nữa. Dạ. Thì nó có cái chất phytosterol đó. Và đồng thời so sánh, nếu mà người ta đi người ta tính toán á, thì người ta thấy rằng là cái chất glycemic index, như cái chỉ số để cho những người tiểu đường biết rằng là cái trái bơ này, cái món hàng, cái thực phẩm mà mình ăn đó, thì nó là 40, tất nhiên là rất là thấp, rất là tốt cho người tiểu đường. Trong cái trái bơ, mình ăn một trái bơ thì nó có tới từ 20 tới 25 những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Thì thành ra Wow, so sánh như 20 tới vậy. 25 loại dinh dưỡng. Dạ. Từ 20 tới 25 chất, tất nhiên chất đạm, chất béo, những cái 4 5 cái căn bản rồi, rồi cộng thêm những cái chất vitamin, những cái chất khoáng, muối khoáng, thì mình có tới 20, từ 20 tới 25 cái thành phần dinh dưỡng như vậy. Thì so sánh với những trái cây khác thì trái bơ là trái mà tốt nhất. Tức là nó đã là siêu thực phẩm rồi mà nó lại là siêu thực phẩm hàng đầu nữa. Tại vì thường thường ta nghe tới siêu thực phẩm ta hay nghĩ tới trái chuối. Và trái chuối tuy đơn giản như vậy nhưng mà nó rất là bổ dưỡng. Nhiều người ca tụng và cái dinh dưỡng của trái chuối là siêu, rất là siêu, tức là hoàn toàn tự nhiên và rất là đầy Ừ. đủ. Nhưng mà trái bơ còn vượt qua Ever cả. nhiều hơn. À, chị mà Trà My mới nhắc tới trái chuối là rất là nhiều potassium, là kali đó, trái bơ còn nhiều hơn nữa. Như vậy nếu mà nói ra kể tên hết tất cả các loại dinh dưỡng trong trái bơ mà 20 tới 20 loại đó, chị có thể liệt kê hết tất cả được không? À, những chất cơ bản rồi nhưng mà những cái vitamin khác đó thì mình cũng có cần phải biết coi nó có vitamin gì, tại vì ngày nay người ta khuyến dùng vitamin bổ sung ngoài quầy quá nhiều, nào là mua vitamin A, B, C, D, K bổ sung thêm, thì trong trái bơ có tất cả không? Gần như dạ, nếu mà mình tính ha, mình liệt kê lại là vitamin A nè, là vitamin A đó, vitamin C nè, vitamin B, mình thấy là A, B, C có hết rồi nè. A, B, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, là vitamin Cà đó. là chưa chi là mình thấy năm rồi. Đó, rồi trong cái vitamin B đó thì nó có rất là nhiều B. Cái mà cái quan trọng nhất là cái folate, tức như là thêm được những B12. cái chất đó. Rồi cái chất kali, cái chất copper, cái chất zinc. Đồng, Dạ, kẽm. mình không có biết nhiều những cái mà linh tinh, nhưng mà nội những cái đó là mình thấy là trên 10 cái rồi. Rồi cộng thêm với cái 4 5 cái chính là 15 rồi. Những cái linh tinh phần nhỏ nữa. Bốn năm cái chính đó là chất Dạ, béo nè, chất nước, nước, chất béo, chất tinh bột, chất đạm. cơ đạm, thì thêm vô trong chất tinh bột thì nó có chất xơ Tức là là năm. toàn toàn những cái quý giá nhất trong cái nguồn dinh dưỡng mà mình cần thiết cho cơ thể. Nội vitamin thôi là đã thấy hơn cả chục loại vitamin trong một trái bơ rồi. Thì ví dụ Vâng. như trong cái vitamin A đó thì nó có cái chất là carotenoid. Cái chất carotenoid này á, thì trong cái carotenoid này cái sắp có nghĩa là cái chất nhỏ ở trong carotenoid là Phụ lutein đó,
thì cái chất lutein này nó sẽ làm cho cái về về sáng mắt, thì thành ra mình cộng thêm những cái chất phụ nhỏ 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 nữa thì nó sẽ trên 20. Là giúp sáng mắt nè, giúp đẹp da nè, giúp chống lão hóa nè, rồi giúp có sơ sợi dễ nhuận trường tiêu hóa nè, rồi có Rồi đồng có kẽm. giúp cho cái tế bào nó phát triển, giúp cho máu đông lại, giúp cho cái cả Giúp cáo, chống đông máu hay là giúp máu đông lại thưa chị? giúp máu đông lại là blood clot đó. Tất nhiên là mình máu mà thường thường máu là chất lỏng, nhưng mà phải có cái vitamin K đó thì nó giữ cho, nó làm cho cái máu nó đông lại, khi mà mình bị chảy máu, mình bị cắt đó, thì cái máu nó sẽ đông, Không bị mất máu. không bị mất máu. Rồi cái chất cái vitamin K nó cũng giúp cho cái xương, xương về xương của mình nữa. Rồi chất potassium nãy mình nói kali á, là mình sử dụng, mình ăn nhiều cái chất potassium á, thì nó sẽ giảm cái áp huyết. Thật ra những người nào mà bị cao huyết thì nên dùng những cái trái cây, những thực phẩm có potassium, thì trong cái trái bơ có nhiều cái potassium, cũng là một cái mà giúp stroke đó. Người ta nói là chống cái bị tai biến, là tại vì cái áp huyết của mình nó sẽ xuống, thành ra nó chống được cái bị Cao cao huyết áp, chống cao huyết áp, đỡ huyết. phải bị đột quỵ. Rồi ví dụ như fiber thì chống cho mình bị Táo táo bón. bón. Và ngoài ra nó có cái chất kẽm đó, là cũng quan trọng lắm, là giúp cho mình cái hệ miễn dịch đề kháng tăng cường. Quý vị cần cái chất kẽm này rất nhiều để mà tăng cường đề kháng miễn dịch chống bệnh tật, nhất là trong cái thời đại virus rất nhiều. Trong cái thời buổi mà Covid vừa rồi thì người ta nhắc tới chất kẽm nhiều, thì trong trái bơ cũng có dồi dào chất kẽm nữa. Cho nên là quá tốt. Như vậy thì với một cái lượng dinh dưỡng quá đầy đủ, quá dồi dào trong một trái bơ như vậy, thì có nên ăn bơ mỗi ngày hay không? Hay là ăn cái mức độ thường xuyên, tần suất như thế nào là tốt cho cơ thể, cho sức khỏe thưa chị? Ăn mỗi ngày tốt thì thưa quý vị và Trà My, ăn mỗi ngày thì rất là tốt, nhưng mà mình ăn vừa phải, có nghĩa là một nửa trái bơ một ngày là tốt. Thì đương nhiên mình nói là có trái bơ nhỏ, trái bơ lớn. Một cái trái bơ trung bình khoảng khoảng cái thịt á, cái thịt mình lấy ra từ trong một cái trái bơ trung bình vào khoảng 200 gram, thì bây giờ mình ăn 100 gram thôi, là nửa trái bơ thôi một ngày, thì cái điều đó là điều tốt. Nhưng mà cái lượng này nó cũng thay đổi đối với độ tuổi nữa, ví dụ con nít, người trưởng thành hoặc người già, thì có thay đổi gì trong cái lượng trái bơ mình tiêu thụ hàng ngày hay không, hay là tuổi nào cũng nửa trái một ngày? Tuy nhiên là mình nói con nít là trên 4 tuổi đó, chứ còn mà mấy em nhỏ 1-2 tuổi thì mình cũng không có nên. Thứ nhất là trong vòng khoảng từ 1 tới 2 tuổi thì mấy em uống sữa nhiều, ăn những đồ ăn, mình cũng có thể cho bơ trộn vào những cái thực phẩm của các em, nhưng mà không có ăn nhiều lắm. Nếu mà các em mà nhỏ quá 1-2 tuổi thì mình ăn chắc 1/4 thôi. Nhưng mà các em từ 4 tuổi trở lên thì bên Mỹ này á, thì nó sẽ xếp hạng là 4 tuổi trở lên là cũng giống như người lớn, thực phẩm là cần cũng tương đương với một người lớn. Và các vị cao niên trên 60, 65 thì ăn một ngày nửa nửa cái trái bơ cũng rất là tốt, vì nó có chất xơ. Như vậy là nửa trái bơ là cái mức bình quân ha, Cho quân bình mọi là một người người nên ăn. từ Trẻ 4 em tuổi nhỏ trở nhỏ lên. Trà My cũng thấy người ta hay cạo ra là làm bỏ thêm với chất cháo hoặc là chất ngũ cốc này kia đó cho các Dạ em được ăn hết, dặm đó. được hết. Tại vì cái gì nó cũng điều độ, mình cũng phải hỏi thêm cái chừng mực nó bao nhiêu. Rồi bây giờ nói về cái tính chất mà trái bơ nó có giúp giảm cân, thì nãy chị có nói rằng là vì nó có chất xơ nhiều, ăn vô đầy bụng đầy hơi thì cảm thấy no, không ăn nhiều thì cũng có tính chất giảm cân. Nhưng ngược lại, nếu mà trái bơ nó có chất béo như vậy đó, thì mình đưa năng lượng chất béo, thì một chất béo nó đưa vô nó tới 6-7 calorie phải không ạ? 9 Thì calories, 9 calorie, thì cũng gây cái quan ngại là ồ, tôi ăn trái bơ chắc có lẽ là tôi có nhiều năng lượng đây. Như vậy thì cái người mà thừa cân, người muốn giảm cân thì có nên ăn trái bơ không? Quá tốt, không ăn thì sợ uổng, sợ mất cái chất bổ dưỡng, nhưng mà ăn mà tôi đang muốn giảm cân nữa thì có lợi bất cập hại không? Có kiêng kỵ gì đối với người muốn giảm cân không ạ? Thực ra nếu mà mình đây là mình
đương nhiên là bây giờ các trường đại học và những cái cơ quan người ta đang làm những cái thí nghiệm, cho nên người ta chưa có nhiều. Nếu mà ở trên internet đó, thì quý vị thấy là có rất là nhiều người post, người ta để đưa lên những cái tin tức, nhưng mà đó là theo cá nhân mình đọc có tìm thấy theo cá nhân thôi, chứ không có phải là một cái cơ quan mà phải làm một cái survey, một cái Tức là trường hợp chưa phải thí là nghiệm. cơ quan nghiên cứu. Dạ, thì nếu mà mình nói về khoa học á thì đúng là nó có làm giảm cân với tính cách là mình ăn rất là vừa phải và mình ăn theo một cái chế độ của một cái người chuyên môn người ta làm ra, chứ không phải là mình nói ơ tôi ăn nửa trái một ngày thì ăn vô tội vạ như vậy ấy, thì chất béo nó sẽ tăng lên. Có nghĩa là nếu quý vị muốn giảm cân dùng bơ giảm cân, cái điều đó là được vì cái chất xơ và chất xơ tốt và chất xơ rất là nhiều, cái lượng đường ít và cái lượng béo thì nhiều, nhưng mà mình phải biết là trong ngày mình phải giảm những cái độ béo, những cái chất béo từ những cái thực phẩm. Thành ra khi mà quý vị muốn dùng bơ để mà giảm cân thì nên tham khảo với những người chuyên môn, người ta sẽ làm ra một cái menu, một cái chương trình ăn uống trong một ngày có bơ. Ví dụ như bây giờ mình nói là buổi trưa ăn salad thì salad mình cắt thêm cái bơ vô mình để lên trên mình ăn với salad thì cái điều đó là điều tốt, nhưng mà nếu trường hợp mình ăn nửa trái bơ rồi thì nó có cái lượng béo là bao nhiêu đó tính toán từ trong cái chất lượng của cái bơ, rồi sau đó thì bữa trưa và bữa tối thì mình ăn giảm cái lượng béo đi thì nó rất là tốt. À, À, nếu là nếu đã có trái có bơ thể trong salad rồi thì giảm cái chất béo, những cái phần ăn dạ khác đi. dạ tại vì mình tăng cái chất béo từ một cái bữa này thì mình phải giảm cái chất béo từ bữa khác, chứ nếu mà mình nói bây giờ bữa trưa mình ăn salad mình ăn bơ mình ăn salad thì mình nghĩ rằng salad nó không có calorie nhiều, khi bữa tối mình làm một cái miếng steak một miếng thịt bò cho thiệt bự có nhiều cái chất mỡ thì cái đó cũng là một cái cũng không nên, tại nên mình phải có một cái chế độ ăn uống tính toán để mà mình theo dõi Dung để mà hòa. mình Dạ, để mà mình dung nạp vô ít calorie và mình tiêu đi nhiều calorie thì mình mới ốm được. Hoặc là thay vì mà mình ăn bơ mà bơ tươi ăn ăn sống như vậy bỏ vô salad, mà mình làm thành một cái món sinh tố bơ có đường có sữa béo ngậy trong đó nữa, thì cái béo đó nó lại tăng rất nhiều lần. Cho Dạ, nên đúng. cái cách mà mình sử dụng nó cũng rất là quan trọng. Thì một Dạ. lát nữa mình sẽ hỏi rất là kỹ về cái cách tiêu thụ bơ sao cho khoa học hợp lý. Dù nó bổ thiệt nhưng mà nếu mà mình chế biến nó từ bổ mà mình làm thành bổ ngửa đó thì cái lúc đó là lợi bất cập hại. Tại vì thói quen của người Việt là ăn trái bơ đó, chẳng biết thấy hầu hết là ăn sinh tố bơ. Còn Đúng. trong khi người phương Tây đó họ ăn trái bơ là họ ăn cái trái bơ tươi, họ cắt lát, họ ăn kèm với ra salad hoặc là họ ăn Đúng sáng. rồi. Họ ăn kèm với lại ngũ cốc. Tức là họ ăn tươi, không có pha chế, không có dầm ra, bỏ đường, bỏ sữa gì cả, ăn không. Còn người Việt ăn trái bơ không thì bảo là đắng, không có thói quen ăn trái bơ không. Người Việt ăn trái bơ bảo đảm thế nào cũng phải có đường, có sữa. Thành ra tiêu thụ như vậy thì lợi nhiều khi không thấy mà thấy hại thêm, tại vì đưa thêm chất đường, chất béo vào người. Đúng. Bây giờ cũng liên quan tới trái bơ thì có nhiều loại trái bơ thì khiến cho người ta cũng thắc mắc, không biết loại nào tốt nhất. Có bơ vỏ, thế mình nói cái vỏ ngoài trước, ở ngoài có vỏ đen, rồi ngoài cũng có vỏ xanh, rồi ngoài cũng có vỏ nâu nâu đỏ đỏ nữa, thì bơ vỏ nào, loại nào tốt? Có người nói là có bơ sáp, bơ nước nữa. Thì trong tất cả những loại bơ, loại nào tốt nhất thưa chị? Dạ, thưa quý vị và Trà My, nếu mà nói về vấn đề dinh dưỡng thì nó giống nhau hết, không có một cái điều gì khác biệt. À, nếu mà nói về cái khác biệt á, thì nó do cái màu rồi cái tất nhiên là cái mình ăn á, khi mình ăn vào mình cảm thấy mình gọi là cái mouthfeel đó, tất nhiên là mình cảm thấy cái chất bơ này nó sáp, nó cứng hơn, nó sượng hơn bơ kia á, thì nó mềm hơn, nó bột hơn, đại khái vậy, nó béo hơn, nhưng mà cái đó là nó không phải là do cái dinh dưỡng khác nhau, dinh dưỡng thì nó hoàn toàn giống nhau hết. Dinh dưỡng giống nhau nó chỉ khác đi chăng nữa là trái nhỏ trái lớn, thì cái trọng lượng lớn hơn thì dinh dưỡng nhiều hơn, phải không ạ? Đúng, dạ, đúng, cái đó là theo cái trọng lượng, dạ. Chứ còn nếu mà nói về trọng lượng bằng nhau thì giữa cái trái bơ kiểu này với trái bơ kiểu khác, vỏ xanh, vỏ vỏ nâu, vỏ đen hoặc là bơ sáp Tôi xác. thì nó giống nhau, về phần dinh dưỡng giống nhau. Ở trong đây mình không biết là Việt Nam mình có nói bơ nước là như thế nào. Tức là cái thịt bơ nó nhão lắm, nó loãng lắm,
mình nạo ra nó không có đi theo một một miếng một về mà nó loãng loãng như nát nước nát như cháo cháo lỏng đó. Dạ. thì nói chung là các loại bơ thì nó giống nhau thôi. Ở ở bên Mỹ này ấy, thì mình có một cái loại bơ là nó gọi là Hass avocado, là cái loại đó nó quanh năm, cái loại đó nó không có có mùa, nó có quanh năm, thì thành ra cái loại đó nó là cái vỏ nó màu đen đen và nó tròn chứ nó không phải là bơ dài. Thường thường Việt Nam mình ấy, thì như cái bơ nó hơi giống như Dài. trái lê đó, hơi dài dài, À. thì nó có mùa và vỏ xanh. Thì thường thường người Việt Nam mình ấy, thì thích ăn cái loại vỏ xanh hơn. Vỏ xanh mình ăn nó sáp đó, nó hơi đặc đặc đó, thì nó khi mình ăn Dẻo sinh tố và nó dẻo, ăn sinh tố mình hút mình thấy cảm thấy nó ngon hơn là cái bơ mà vỏ đen. Thì cái đó là do cái mình cái cảm nhận mình ăn thôi, chứ còn dinh dưỡng thì hoàn toàn các loại bơ giống nhau. dạ, như vậy thì không cần phải lựa chọn, đi chợ thấy bơ nào rẻ đẹp bền thì cứ việc mua, chứ không phải là ồ bơ này nó dinh dưỡng hơn bơ kia nó kém dinh dưỡng hơn, không phải lựa chọn cái đó. Trái bơ dinh dưỡng giống nhau, à, có thể có cái lượng dinh dưỡng khác nhau tùy theo trái lớn trái nhỏ. Ví dụ một cái trái nhỏ thì nó có 5 cái gram dinh dưỡng thì cái trái gấp đôi thì có 10 gram dinh dưỡng chẳng hạn vậy. Nó khác về trọng lượng thì nó khác về cái số lượng calorie và dinh dưỡng đưa vào người thôi, chứ còn về mặt dinh dưỡng đồng đều nhau, không phải lựa chọn về cái loại nào tốt hơn loại nào. Dạ, bây giờ xin hỏi một cái điều nữa mà ai cũng thắc mắc, đó là cái thịt trái bơ khi mình nạo ra rồi đó, mình mở bổ cái quả bơ ra rồi, không mấy chốc nó bị đen. Rất là nhiều người gặp, mà có người nói đen ăn không sao, nhưng mà có người nói đen là hở gió, là bị oxy hóa, là hở gió, ăn vô đau bụng, ăn vô hết bổ rồi. Vậy thì bây giờ xin hỏi cái thịt quả bơ đó mà mình mở ra rồi nó từ xanh mà nó đổi thành đen, còn dinh dưỡng như nguyên si hay không, hay nó có thay đổi dinh dưỡng gì không? Dạ, theo về khoa học á, thì mình gọi cái đó là browning reaction, tất nhiên là nó vàng, nó nâu đó. Thì tất cả những cái loại trái cây hoặc thực phẩm nào mà nó có chất đường, thì khi mà mình mở ra với chất gas, oxygen, oxy đó, thì nó bị oxy hóa. Khi mà nó oxy hóa đó thì nó trở thành màu vàng và nó trở thành màu nâu. Ví dụ như mình cắt trái táo đi, mình để ngoài hở không khí thì nó cũng sẽ vàng. Thì nếu mà quý vị thấy nó màu vàng, có nghĩa là chất đường ở trong cái trái cây hoặc cái thực phẩm đó là nó nhiều hơn, là nó màu vàng, thì thành ra trái bơ đó nó vàng á, là cũng không có mất dinh dưỡng mà cũng không có hại, không có gì hết. Nó chỉ là chất đường bị oxy hóa. Cái oxy hóa này không có nghĩa là bị hại. Nó chỉ làm cho chuyển cái màu từ cái màu tự nhiên của cái trái cây đó và nó trở thành màu nâu thôi. Đó, thì thành ra nếu mà mình mở ra mà mình thấy nó xanh hoặc nó vàng, mình để đó chừng chút xíu, trong nhiều khi chỉ cần 5 phút hay 10 phút nó bắt đầu nó hơi vàng vàng, để lâu hơn nữa thì nó trở qua màu nâu. Đó là một cái chuyển hóa tự nhiên và nó không có hại một cái gì hết. Không ảnh Dinh hưởng dưỡng tới vẫn cái dinh dưỡng hại, luôn. À. dạ, ảnh hưởng không, cái chất đường của mình cũng không có mất đi đâu hết, nó chỉ chuyển cái màu thôi thì không có Nhưng sao. mà có nhiều người nói hở gió rồi ăn đau bụng, đúng hay sai ạ? À? Cái Dạ sự thưa hở không. gió đó nó có sinh ra cái vi khuẩn gì làm cho đau bụng không? Dạ thưa không. Cái đó nó À. không có ảnh hưởng gì tới vi khuẩn gì, ngoài trừ nếu mà trong nhà mình mà không sạch sẽ, cái không khí ô nhiễm thì cái đó là nó ô nhiễm. Chứ còn nếu mà trong nhà mình mà cửa đóng hết mà sạch sẽ, nó trở thành vàng hay nó nâu, nó là tự nhiên nó biến hóa cái màu vậy thôi, chứ nó không có bị một Không sao cái hết. Dạ, như vậy thì an tâm. Dạ, xưa giờ Trà My cứ nghe nói là nó đổi màu, nhất là nó bị nâu nâu đen đen thì được chớ có ăn. Dạ, thì đây có người thắc mắc rằng là thịt trái bơ mà chín á, đổi sang màu đen có nên ăn hay không? Tức là hồi nãy mình đang nói là cắt ra thì để tự nhiên nó oxy hóa đen, nhưng mà cái thịt trái bơ khi nó chín quá, chưa cắt ra ở trong nó cũng đã đổi sang đen rồi á, thì khi mình cắt ra mình thấy nó đen liền thì có nên ăn hay không? Cái đó là cái khác hơn, là hai cái là rõ ràng nha. Một cái là mình cắt ra nó còn tốt và nó biến hóa theo thời gian, đó là Oxy do cái hóa. oxy hóa. Còn bên này á, khi mà mình mở ra, tại vì thứ nhất nó vàng có thể là chín quá, thì khi mà trái cây nó chín á, cái chất đường của nó biến hóa trở thành browning reaction, nó tự động nó cũng có thể chuyển. Tại vì dầu gì đi nữa trái cây nó có vỏ, nhưng mà cái chất chất gas nó vẫn đổi, là tất nhiên oxygen nó Cái vẫn khí vô nó được. vẫn thay đổi, Dạ. trao đổi khí. À. Đó, thì nó vẫn vô được, thì nó từ từ. Nếu nó vàng, nó nhũn mà không có mùi thì không sao, có nghĩa là nó quá chín, có thể là nó dập.
Nhưng mà nếu mình thấy nó có đen và mình thấy có những cái tim đen đen và nó bắt đầu nó có cái mùi thì cái đó là nó bắt đầu bị bốc. Đó là không nên ăn. Thật ra mình cũng chắc theo kinh nghiệm khi mình cắt ra mình sẽ thấy rằng là nó hơi vàng vàng, nó bị dập thì cái đó là không sao, nó chín và khi mình mua trái bơ nó chín. Còn nếu mà trái bơ nó vẫn còn gọi là chưa chín tới mà mình mở ra nó đã bị sượng hoặc là nó bị mốc thì cái đó là nó đã bị hư rồi, không nên ăn. Còn có Cách nhiều mình cái trái bơ mình bổ ra trong nó thâm đen hết trơn rồi thì cái đó sao chị, có bị nếu mà ôi bị thâm thiêu gì đen, không? dạ nếu mà cái danh từ thâm đen thì tất nhiên là mình không nên ăn. Còn nếu mà mình mở ra mà mình thấy có một vài phần nó hơi vàng vàng nâu nâu mà cái phần đó nó bị dập, nó bị mềm hơn những phần khác thì cái chỗ đó nó có thể là nó bị nứt cái vỏ rồi oxygen nó vô cái phần đó nó chín trước hay gì, nó vàng vàng nâu nâu thì không sao, nhưng mà nếu mà nó đã dập dũn đen và mình cảm thấy nó có mùi thì cái điều tốt nhất là Chua. mình không nên ăn. Dạ, đương nhiên chua là đã không 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 nên ăn rồi, là nó đã thay Ở đổi. đây có bạn Phi Đoàn nói khi bị đau dạ dày mà ăn bơ đó có ảnh hưởng sức khỏe vì nó làm chậm tiêu hóa. Đúng hay sai? Tùy theo cái dạ dày của mình á, là mình nói như thế nào. Nếu một bác sĩ nói là mình bị ulcer, tức như là bị loét bao tử nè, rồi mình bị đau những cái dạ dày, ví dụ như bên Mỹ này mình nói là những cái người mà không có ăn được cái chất lutein á, thì cũng là một hình thức đau dạ dày, nhưng mà cái đó thì nó không ảnh hưởng gì tới ăn bơ hết. Thành ra mình không hiểu, Việt Nam mình chỉ nói là đau dạ dày, nhưng mà bên bên này thì nó có rất là nhiều loại, mình phải hiểu là đau dạ dày như thế nào. Mình bị loét dạ dày thì mình phải cử ăn axit, những cái chất chua. Mình bị đau dạ dày đau lắm, ăn cái gì vô nó cũng tiêu hóa đau, là tại vì mình ăn có cái chất gluten ở trong cái chất tinh bột, nó làm cho mình đau, mình không có tiêu hóa được. Rồi ví dụ như những người mà không có tiêu hóa được chất đường của chân mỡ, nó cũng làm cho mình đau lắm, thì nó cũng là một cái loại đau dạ dày, nhưng mà dạ dày, nhưng mà đó là lactose intolerance. Thật ra bây giờ mình không biết là quý vị đã đau dạ dày như thế nào, phải đi với bác sĩ và biết rõ là dạ dày của mình bị đau là như thế nào thì mình biết. Ví dụ như mình bị cái dạ dày đau mà nó không ăn được những cái chất mà có fiber nhiều thì đó là một cái loại mình không nên ăn cái chất bơ, tại vì nó làm cho cái bao tử mình nó hoạt động quá đi, mình bị đau rồi mình hoạt động quá đi thì cũng không nên, tại vì nó có chất xơ nhiều quá. Thế nên Những mình ai mà nên cần phải kiêng cữ chất xơ chất sợi do vấn đề về tiêu hóa đó thì cũng chớ có ăn bơ. Xin hỏi suy thận mãn tính ăn bơ có sao không? suy thận. Suy thận thì thường thường cái người mà bị suy thận không nên ăn những cái thực phẩm có chất kali, chất potassium. Vì trong cái bơ này có chất potassium nhiều, nhiều hơn chuối, cho nên không nên ăn. Bơ trộn sầu riêng ăn có bổ hơn là ăn bơ không hay không? Mình nói sầu riêng thì thật sự là ở Mỹ này nó không có cái phân loại về về cái dinh dưỡng của sầu riêng, tại vì sầu riêng không phải là một cái chất thực phẩm của Mỹ, cho nên mình không có dám nói là sầu riêng tốt hay xấu. Người Việt Nam mình thích ăn sầu riêng là tại vì cái độ béo của nó, nhưng mà mình biết chắc một điều á, là sầu riêng có potassium rất là nhiều. Dạ. Thì thành ra nếu mà quý vị bỏ một tí sầu riêng ăn vô cho nó thơm không thành vấn đề, nhưng mà nếu mà quý vị bỏ một cái trái bơ mà quý vị bỏ 3 muối sầu riêng hay là nguyên một trái sầu riêng vô thì cái đó là trở thành sầu riêng với bơ chứ không phải bơ với sầu riêng. Thành ra nhưng nếu mà một người bình thường khỏe mạnh thì ăn sầu riêng không sao. Người mà bị về cái thận Tiểu thì đường. tránh tiểu đường thì mình không biết là sầu riêng có ảnh hưởng tiểu đường hay không, cái đó thì mình không dám nói, nhưng mà mình biết chắc một điều, những người bị thận thì không nên ăn ăn sầu riêng vì cái chất kali rất là nhiều. Hồi nãy chị có nhắc tới potassium tức là chất kali phải không ạ? Kali đó, Thì người thận, người có vấn đề về thận thì không nên ăn kali hoặc là người ăn có vấn đề potassium về nhiều. người có vấn đề về thận là hoàn toàn phải cử hoàn toàn 100% kali, vì nó làm cho cái thận mình hại hơn nữa.
Có người xin thắc mắc rằng có cách nào để giữ cho trái bơ sau khi gọt ra nó không bị đen đổi màu hay không? Thí dụ như mình nói cái trái bơm, trái táo đó mình gọt ra, hoặc là cái củ khoai tây mà gọt ra mà tránh đổi màu thì mình hay cho ngâm muối. Thế còn trái bơ thì chắc không ngâm muối được rồi, ngâm muối nó rã rồi hết. Thì còn có cái cách nào để mà giữ trái bơ không bị đổi màu không ạ? Thứ nhất là mình mới vừa nghe Trà My nói là ngâm nước muối thì không nên, trái cây không có nên và thực phẩm không nên ngâm nước muối. Nước muối bỏ chút xíu khi mình nấu ăn thì ok, nhưng mà đừng có nên ngâm nước muối. Ngâm nước lạnh thì ok, là tại vì nó sẽ bao bọc, không có cho cái oxygen để mà nó oxy hóa, để mà nó trở thành màu nâu. Thì giống trường hợp mình cắt trái cây hoặc là mình cắt cái khoai tây thì cái bơ cũng giống như vậy, vì nó có chất đường cho nên một là ngâm trong nước, úp nó lại mình ngâm trong nước. Nhưng mà đương nhiên khi mình ngâm trong nước thì chất tất cả những cái chất gì mà nó hòa tan trong nước nó sẽ đi ra, những cái vitamin nào mà nó hòa tan trong nước nó sẽ đi ra những cái nước, cho nên mình bị mất cái chất dinh dưỡng. Cho nên ngâm trong nước không phải là một cái cách mà mình khuyên quý vị làm. Mình khuyên điều đầu tiên á, là cái mà nó không có ảnh hưởng gì hết, là nếu quý vị có mua được cái chất dầu từ bơ, tất nhiên người ta ép ra, người ta làm ra dầu đó, thì lấy cái đó phun lên trên cái avocado. Tất nhiên là mình lấy dầu của cái chất bơ, trái bơ đó mình phun lên cái chỗ mà mình mới cắt, thì nó giống như nó siêu, giống như là nó che được một cái lớp, không có cho cái dầu đó nó che cái Oxy lớp, hóa. không có cho oxy nó thẩm thấu. Đó là cách tốt nhất. Cách thứ hai mình cũng có thể lấy dầu, dầu ăn, dầu gì đó, nhưng mà ví dụ như dầu đậu nành thì nó có cái mùi của dầu đậu nành vô trong bơ, dầu olive thì nó có, nhưng mà mình dùng một cái chất dầu để mà mình che cái chỗ mà mình cắt, cái đó là cái cách thứ hai. Lát lên một cái lớp để khóa lại khỏi có bị oxy hóa. Thì tất nhiên là mình dùng cái dầu của bơ là cái điều tốt nhất, không có thì mình dùng các loại dầu khác mình che lại. Cái điều đó là điều tốt nhất. Cái điều thứ hai á, là mình có thể lấy chanh mình vắt ra nước, xong mình lấy cái nước đó mình thoa lên, thì cái chất axit đó, nó cũng che một cái lớp ở ngoài để mà nó chống, không có cho oxy nó thẩm thấu vô, nó oxy hóa. Đó là cách thứ hai ha. Làm thứ nhất là mình dùng dầu, thứ hai là mình dùng Chanh. axit là tất nhiên chanh. Cái thứ ba đó, cái này á, là mình người Việt Nam mình không thích làm, tại vì mình cắt hành á, mình lấy hành mình để một cái lớp, mình cắt hành ở dưới, xong rồi mình để cái bơ mà mình cắt rồi á, ngửa cái mặt mình cắt lên trên, tuy nhiên để cái vỏ nó nằm với lại là cái hành, rồi mình đậy nắp lại. Thì cái cách này á, trong cái hành á, nó có cái chất nó chống được cái lão hóa, Oxy hóa. cái oxy hóa, nhưng mà ngược lại á, thì cái mùi hành nó sẽ vô cái trái bơ. Bơ, Thì đối với những người Mẹ Tây Cơ hoặc những người Mỹ, những chủng tộc khác á, thì người ta ăn cái trái bơ ăn với thực phẩm, cho nên những cái mùi hành á, người ta không không có thành vấn đề. Người Việt Nam mình thì thường thường ăn theo kiểu như đồ ăn ngọt, tráng miệng, ăn như đồ ngọt, thì thành ra cái hành đó là làm không làm không mất đi có cái thể khẩu là vị thơm ngon của trái bơ. thì Hồi không. nãy Trà My có nhắc tới cái phương pháp mà ngâm nước muối để mà tránh oxy hóa cho khoai tây hoặc là cho trái táo, thấy rất là nhiều người áp dụng mà chị nói là không nên, thì xin hỏi vì sao không nên ạ? Vì cái muối đó, nó thấm vô trong cái trái cây của mình, trái cây hoặc là cái thực phẩm của mình, rồi mình dung nạp vô người. Mình chỉ cần nước là đủ rồi. Không cần nước muối. À, mà nếu muối mà thấm vô rồi mình tiêu thụ thì người ta nói là cử muối đi, rồi ăn muối nhiều thì tim mạch nè. Đúng. Thành ra thường thường Việt Nam mình hay nói là bị chết vì cảm lạnh hay trúng gió. Thực sự thì theo khoa học mình nói không có cái gió nào mà mình trúng để cho mình chết hết, nhưng mà tại vì mình không có hiểu được là mình bị ngộ độc. Thường thường ngộ độc, sorry, không phải là ngộ độc, ngộ độc thì mình biết ói mửa hoặc tiêu chảy, nhưng mà mình bị Tai biến đột quỵ. tai biến đột quỵ, những cái đó thì chết bất đắc kỳ tử, cho nên Việt Nam mình cứ nói trúng gió, chứ thì thực sự là không có cái gió nào làm cho mình trúng đâu. Mà tai biến đột quỵ là do ăn mặn mà ra. Đúng là nếu mà tai biến đó thì nó đột quỵ chứ, xin lỗi, đột quỵ là do ăn mặn, do mình bị cao máu. Thì khi mà mình bị cao máu là phải cử mặn hoàn toàn. Và bây giờ ví dụ mình nấu xôi mình cũng cho tí muối nè, rồi ngâm cái này kia, rồi rửa này kia, Muối thì hả? những cái muối đó nó thẩm thấu, nhưng mà mình không có biết.
Tại vì khi mà mình bỏ muối, người ta đâu có đong lường là 1 lít nước thì bao nhiêu muỗng muối đâu. Thường thường cứ nước bỏ vô cho nó đầy cái củ khoai, xong rồi Cái cứ bỏ muỗng muối nha. đổ đại muối vô thì bao nhiêu lượng muối nó có, sẽ có một phần nó thấm vô trong đồ ăn. Dạ, Nên là Trà My đã hết thời gian mà chị đang dành cho chương trình rồi. Xin nói rất nhanh để mà mình có thể trả lời được nhiều câu hỏi. Mong chị thông cảm. Bây giờ các cái cách chế biến trái bơ để ăn cho nó ngon miệng thì người Việt Nam thường xây sinh tố, trộn với sữa, đường, rồi ăn không, ăn tươi, ăn sống. Thì xin hỏi cái cách nào ăn ngọt tốt nhất? Cách ăn tốt nhất là ăn ăn sống, ăn sống không có trộn cái gì thêm. Ví dụ mình ăn salad mình cắt vô, hoặc là mình ăn guacamole, tức như là cái người bể tay cơ, người ta xay ra, người ta cho một vài cái thứ gia vị vô và người ta ăn với lại chips hay người ta ăn. Thì những cái loại đó là tốt hơn là mình bỏ đường hoặc là bỏ sữa, vì dung nạp thêm cái lượng đường là cái calorie rất là nhiều. Ăn bơ đốt mỡ bụng đúng hay sai? Sai. Mình thấy thì không có thể nào mà làm cho cái mỡ bụng tiêu được. Tuy nhiên là mình có thể làm cho cái giảm cân, nhưng mà giảm cân không có nghĩa là mỡ bụng nó đi trước. Giảm cân là toàn thể cơ thể. Giảm cân cũng chưa có nghĩa là 100% giảm cân, chưa chưa có chính thức được công nhận. Dầu ăn từ bơ, hồi nãy giờ chị nói trái bơ nó quá tốt rồi, vậy thì bây giờ dầu ăn mà dầu ăn từ trái bơ có phải là tốt nhất trong tất cả các loại dầu ăn hay không? Tùy theo, nếu mà nói về phần dinh dưỡng thì nó tốt, nhưng mà nếu mà phần nấu ăn thì ví dụ như mình làm cookie, mình làm những cái loại đó thì mình không có xài dầu được, mình phải xài cái chất béo mà nó đông đặc đó, thì thật ra cũng không phải là loại tốt nhất. Thật ra tùy theo cái món ăn mình xài, nhưng mà vì cái bơ, dầu của bơ nó rất là mắc, nó cũng tương đương với dầu olive cho nên rất là mắc, ít có ai dùng cái dầu của bơ để mà nấu ăn lắm. Dùng để mà làm cái dressing, làm salad á, mình trộn vô trong cái dressing á. Việt Nam mình thì ít ăn cái nước chấm đó, đã gọi là đại Dầu khái một giấm. loại dầu giấm đó, thì nếu mình làm dầu giấm thì ok, chứ còn không có ai mà lấy dầu bơ để mà nấu ăn, thì tại vì nó rất là mắc. Nó mắc vậy có nghĩa là phải là nó tốt nhất trong tất cả loại dầu ăn hay không? Dạ Dầu ô thưa liu, không, dầu dạ thưa không đâu, là tại vì cái quy trình để mà ép cái bơ thì quý vị cứ thử nghĩ đi, thường thường người ta ép cái hộp của cái trái bơ đó ra ép để lấy dầu nhiều hơn là lấy cái thịt, vì cái thịt bán được nhiều tiền mà, cho nên người ta lấy cái thịt để ăn, người ta ép từ trong cái hộp á, thì thành ra nó cũng không có được gì nhiều lắm, và cái quy trình nó mất công, thật ra nó mắc tiền. mắc chứ không phải là nó dinh dưỡng hơn các loại dầu ăn khác. Nếu mà nói nó dinh dưỡng thì thật sự là nó là chất tốt, chứ còn dinh dưỡng thì chất béo nào nó cũng là chất béo thôi, nhưng mà tại vì nó là monounsaturated, tức như là đấy, cho mình nó đơn đơn, Chất không béo không không bão bão hòa hòa, không đơn. bão hòa, không có bão hòa, thì cái đó là một cái loại cho mình tốt, chất béo tốt, chứ cũng không hẳn là cái dinh dưỡng nó nhiều hơn những chất béo khác. Nhưng mà mặc dù á, có một điểm nữa là cái chất béo của bơ đó, khi mà mình nấu á, mình gọi là cái smoke point, tất nhiên là khi mình Điểm nấu cháy. ăn, mình cái điểm để cho nó bốc cháy đó là nó phải là 500 độ F, có nghĩa là 260 độ C. Tuy nhiên mình nấu cho tới cao như vậy á, thì nó bị chuyển hóa, nó mới bốc lên hơi, thì cái này nó rất là cao, cho nên nó cao như vậy á, cho nên người ta thích dùng cái đó để chiên, nó rất là mát. Tại vì cái điểm cháy của nó càng cao á thì nó càng tốt hơn, tại vì đỡ phải bị gây cháy khét mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Xin hỏi là tôi bị viêm gan thì có ăn trái bơ được không hay kiêng trái bơ? Dạ, thưa cái đó mình không dám trả lời, tại cái đó phải chắc hỏi bác sĩ. Mình chỉ thấy rằng là cái gan á, là cái bộ phận nó tạo ra chất béo, nó giữ chất béo, nó tạo ra chất béo. Thì nếu mình ăn chất béo hoặc thì ăn tất cả, chứ không phải không chất béo, mình ăn chất đạm nhiều, nhiều quá, mình ăn chất bột nhiều quá mà mình cơ thể mình không tiêu, thì cái gan nó giúp tạo ra cái chất béo. Thì cái câu trả lời này mình không dám nói là nên hay không nên, quý vị chắc nên tham khảo với bác sĩ.
Chị Đan Trịnh là giáo sư về khoa học thực phẩm, chỉ nói về mặt dinh dưỡng thôi chứ không có thể cho lời khuyên về mặt gọi là thuốc men, dược phẩm hoặc là sức khỏe. Dạ, xin hỏi một ngày ăn 2 3 trái bơ no như vậy, đầy như vậy thì khỏi phải ăn cơm, thì nó dinh dưỡng bổ khỏe nên hay không nên, lời khuyên của Dạ giới không chuyên môn thực nên, phẩm? hoàn toàn là không nên. Mình không thể nào mình dùng cái trái bơ để thế cho thực phẩm mình ăn trong một ngày. Ăn dặm vô thêm để mình có thêm chất bổ dưỡng thì tốt là ăn nửa trái bơ. Chứ mình không thể nào mình nghĩ rằng là mình thế cơm, mình thế chất đạm, mình ăn từ thịt, hay là nếu mà quý vị ăn chay thì mình thế từ những cái chất đạm trong trong cái đồ, đồ ăn chay, thì hoặc là những cái chất rau củ quả mình dùng cái này để mình thế thì không được, tại vì Tại mình vì dung nạp ta quá nghĩ nhiều rằng chất ồ, béo. một trái bơ có 20 30 loại dinh dưỡng, nó trỏng thôi, tôi ăn bơ tôi khỏi ăn cái khác đó, thành ra tôi thế luôn. Mình được cái này nhưng mà mình lại mất cái kia, là mình được là nó 20 30 cái chất dinh dưỡng nhưng mà trong khi đó mình dung nạp cái chất béo quá nhiều thì mình sẽ béo phì, và nó sẽ nó từ cái béo phì đó nó cũng có thể, thay vì mình chống được cái bị tĩnh tim mạch về về hở tắc tim mạch, thì đằng này mình dung nạp chất béo nhiều quá thì cơ thể nó lại tạo ra chất béo rồi nó cũng đi vô trong tim, thì nó cũng là nó hại. Xin hỏi cần mua organic không hay là bơ thường là cũng tốt rồi? À, cái organic là một cái đề tài bữa nào chắc mình cũng Trà My mình nói chuyện về đó. Ở đây rất là ngắn gọn là cái hữu cơ organic không có nghĩa là tốt hơn là cái chất không organic. Nếu nếu mình nói giữa một cái trái bơ không không có organic và một cái trái bơ organic là hữu cơ, thì cái nutrition về dinh dưỡng hoàn toàn bằng nhau. Nó chỉ có cái là hữu cơ là mình không có dùng cái chất chemical, cái chất hóa học Có thôi. hóa chất phun xịt sâu rầy sâu bọ hoặc là Nhưng mà cái đó đó là original definition, có nghĩa là cái thời xưa người ta nói như vậy, thời nay á, nó có những chất hóa học từ thiên nhiên, người ta chiết xuất từ thiên nhiên, thành ra nó cũng có những cái chất nó gọi là natural chemical và người ta vẫn xài được vì vì nó là từ natural. Nhưng mà nói chung á, mình hóa nói chất tới tự nhiên. thì nói chung là bên cái hữu cơ nó chỉ ngăn ngừa không có xài cái chất hóa học thôi, chứ còn về dinh dưỡng thực sự là giống nhau. Đã là 8 giờ 12 phút giờ California rồi. Chị Diane Cho Trịnh thêm hai phải. câu hỏi, nếu mà được cho thêm hai câu hỏi. Vậy thì bây giờ xin hỏi câu câu hỏi quan trọng là nên bảo quản cái trái bơ như thế nào để ăn vào cái trái bơ đó đầy đủ dinh dưỡng, không mất mát gì cả, được lợi hết không hại gì hết. Thì bảo quản như thế nào? Hồi nãy mình có hỏi về ăn như thế nào, chế biến ra ăn như thế nào, thì giờ xin hỏi cái cách bảo quản. Thì thứ nhất là mình nói trước là để mà có đầy đủ dinh dưỡng trong trái bơ thì trái bơ nó phải chín mùi. Thì mình ăn sống trái bơ mà còn cứng thì không không có được được nhiều chất. Ví dụ như trái bơ nó vừa chín tới hoặc là sống để người ta làm cái sushi đó, để mà cắt được mà slice, thì cái đó nó không có nhiều dinh dưỡng bằng cái trái bơ mà Việt Nam mình ăn cho mềm, để độ mình làm ra sinh tố. Cái điều đó là mình nên khuyên quý vị là ăn lúc mà nó chín tới. Tuy nhiên là nó quá thì nó sẽ có thể bị mốc. Cái mà mình một trái bơ đó mình có thể để ở ngoài khoảng 3 ngày là bắt đầu nó chín, và khi nó chín rồi thì quý vị nên để vào trong tủ lạnh, vì nếu mà nó chín rồi mà để ở ngoài thì trong vòng 1 ngày ngày sau là nó sẽ vàng và nó có thể nó đen, nó nâu vì nó oxy hóa, thì bỏ vô tủ lạnh. Khi nào mà quý vị gần ăn thì quý vị mới cắt ra khỏi cái vỏ. Nếu mà quý vị ăn không hết, quý vị ăn nửa trái kia nên lấy cái plastic wrap, tất nhiên là lấy những cái gì mà mình kín mình bỏ trong bọc, hoặc là plastic wrap bọc lại cho kỹ rồi mình dán lại cho nó kỹ, mình bỏ trong tủ lạnh thì để được thêm 2 3 ngày, tránh không có bị vàng. Quý vị có thể ăn, ví dụ nhà có trồng bơ mà nó chín nhiều quá, quý vị có thể lấy cái thịt đó ra và để vào trong freezer. Tủ Thì đông. trong tủ đông đó thì mình chia ra những cái phần nào đó rồi mình ăn tới đâu mình lấy ra tới đó để mình làm sinh tố thì rất là được thôi, không sao hết. Có người thắc mắc cái dầu ăn từ trái bơ nó an toàn hơn những cái loại dầu thực vật khác, đúng hay sai? Tốt không có nghĩa là an toàn nhưng mà nó tốt hơn. Tại vì chất béo thì mình ăn nhiều quá là không an toàn rồi. Nhưng mà giữa sự chọn lựa, nếu mình giữa sự chọn lựa thì chất béo
dầu bơ và dầu olive nếu mà có được sự lựa chọn thì tốt hơn. Về cá nhân của mình thì mình không thích cái mùi dầu olive tại vì nó nặng cái mùi lắm, nhưng mà mùi dầu của bơ đó thì nó rất là nhẹ nhàng. Nếu mà quý vị có đủ khả năng thì mua dầu bơ là một sự lựa chọn tốt. Có nhiều người lấy trái bơ cắt lát ra đắp lên mặt để mà gọi là, tại vì nó có chất chống lão hóa, chống oxy hóa, đắp lên mặt vậy thì nên hay không nên? Dạ nên, tại vì ở ngoài thị trường quý vị cũng thấy người ta làm mấy cái mask, mấy cái miếng mà đắp mặt, nó trong đó có chất dầu. Và quý vị nên nhớ là người ta lấy dầu của bơ để mà làm chống cái arthritis, là bị tê thấp, là vì Viêm nó có khớp. những cái tấp khớp nên nó làm cho những cái chất nhờ collagen hoặc là những cái chất sụn, nó giúp cho những cái cử động trong vì cái chất béo của cái trái bơ đó, thì nếu mà đắp lên mặt tốt vậy. Có người hỏi thăm là giáo sư Đan Trịnh đang dạy môn nào ở trường Pomona, ở trường Bách khoa Pomona? Mình dạy về tiếng Mỹ mình gọi là nutrition and food science, tức như là về dinh dưỡng và thực phẩm. Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm. Dạ, một lần nữa cảm ơn giáo sư Diane Trịnh rất là nhiều, đang giảng dạy về dinh dưỡng và khoa học thực phẩm tại trường Đại học Bách khoa Pomona ở California, đã dành cho chúng tôi chương trình ngày hôm nay và những thông tin rất bổ ích, rất thú vị về trái bơ, một cái loại trái cây được xem là siêu thực phẩm, siêu dinh dưỡng, siêu bổ mà cũng rất là gần gũi, rất là rẻ mà không mấy ai coi trọng đầy đủ. Cho nên là ngày hôm nay sau câu chuyện này thì hy vọng là quý vị đã hiểu rõ những cái sự hữu ích công dụng của trái bơ rồi, thì quý vị nên tận dụng tối đa cái nguồn thực phẩm thiên nhiên dồi dào năng lượng mà cũng dồi dào chất bổ này một cách tự nhiên nhé. Thay vì mình nói mình uống thuốc bổ này kia thì mình ăn nó vẫn là bổ hơn, mà nhất là ăn những cái nguồn thực phẩm từ tự nhiên thiên nhiên là tốt nhất rồi. Và một lần nữa cảm ơn chị Đan rất là nhiều vì những cái thông tin rất hữu ích, rất là hữu ích và những cái chia sẻ về những cái giá trị của chất bơ, trái bơ trong trong chương trình ngày hôm nay, thưa chị. Dạ, thưa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mình cũng nên khuyên quý vị là không nên dùng thuốc nhiều quá, vì thuốc nó cũng chiết xuất từ trái cây hoặc là thực phẩm. Cho nên mình biết được thì tại sao mình không ăn ăn trước, thì những cái đó mình sẽ đỡ phải tốn tiền, đỡ những cái gọi là side effect, Việt Nam gọi là uống thuốc phản tây. ứng phụ. Dạ, phản ứng phụ. Dạ. Thì Dạ. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe. Cảm ơn chị rất nhiều. Trà My lố thời gian của chị Đại Anh Trịnh cho nên hơi hồi hộp chót, cho nên mong quý vị thông cảm là giáo sư Đại Anh Trịnh ngày hôm nay phải rời chương trình đúng giờ, nhưng mà hiện bây giờ đã lố 5 phút rồi. Một lần nữa rất mong chị thông cảm cho và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Tối thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi chương trình khoa học thực phẩm và môi trường của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ để tìm hiểu về lợi ích dinh dưỡng từ những loại thực phẩm trong cuộc sống của mình để bảo vệ sức khỏe tốt hơn nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn giáo sư Đại Anh Trịnh và xin hẹn gặp lại trong chương trình tối thứ sáu tuần sau. Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.